Một giọng ca đến từ Tây Nguyên, vùng núi Buôn Ma Thuột, với một gương mặt rất là điển trai. Một ca sĩ nổi tiếng với những bài hit như Không Cảm Xúc, Con Bướm Xuân. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón nam ca sĩ Hồ. Xin mời sự xuất hiện của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu ạ. 네, 오늘의 아주 특별한 캐스트를 모시고 왔습니다. 호광효 가수입니다. Xin gửi đến quý vị có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay một lời chào trân trọng nhất. Vừa rồi là một nhạc phẩm, một bài hát mà thay như lời Hiếu muốn gửi cho quý vị, một bài hát mang giai điệu vui tươi. Và ca khúc này thì Hiếu xin kính chúc quý vị sẽ có một năm thật là may mắn và luôn luôn hạnh phúc bên người thân của mình, luôn luôn làm ăn phát đạt. Vừa rồi quý vị vừa thưởng thức một nhạc phẩm rất là dễ thương, ca khúc được mang tên Con Bướm Xuân. Vâng, với nhạc phẩm này thì có thể cho Hiếu một tràng pháo tay thật lớn hơn xin nữa được không ạ? Hình như đến với ngày hôm nay hát thì Hiếu thấy là quý vị đứng hơi xa rồi phải.
Không biết là Hiếu có thể một ca khúc tiếp theo Hiếu có thể xuống dưới vừa hát vừa giao lưu với mọi người phía dưới được không ạ? Được không ạ? Bây giờ Hiếu qua bên nào trước nè? Bên trái hay bên phải? Bên nào vỗ tay lớn thì mình xuống bên đó đúng không? Bây giờ xuống không hát nữa, xuống chụp hình được không? Vâng, và bây giờ sẽ là một ca khúc, một bài hát rất là dễ thương. Ca khúc này là một bài hát rất là may mắn khi Hiếu bước chân vào ca hát đầu tiên. Chính vì ca khúc này, Hiếu được quý vị khán giả biết đến mình nhiều hơn. Xin cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ, một bài hát có một cái tên rất là dễ thương. Mà cái bài hát này cũng là một bài hát mà khi mà hát bài hát này xong á, thì Hiếu là đi ra ngoài ai cũng gọi với cái Hiếu cái tên này luôn. Mỗi lần mà gặp Hiếu ở ngoài là mọi người nói là ớ, anh Hiếu không cảm xúc. Vâng, xin cùng lắng nghe ca khúc được mang tên Không Cảm Xúc. Xin quý vị cùng lắng nghe. Bây giờ xuống bên nào đây ạ? Vỗ tay lớn lên được không quý vị ơi? Are you ready? Let's go! Woo! Bao nhiêu lần ta không gặp nhau, bao nhiêu lần ta không thấy nhau. Khi yêu em còn tim đắm sâu, vậy mà người vội vàng quên mau. Sao bên em anh luôn khó sao, làm lạnh lùng để rơi mất nhau. Hao hức ta quen được bao lâu, để tình yêu phai màu. Kết thúc cuộc tình này sẽ chẳng hết, chỉ còn lại mình anh thôi. Vậy bao nhiêu tháng năm cuốn theo dần dần, có lẽ chẳng còn gì ngoài nước mắt. Yêu nhau chia thêm đau, cuộc chia tay khiến ta hơn đau. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhưng mà hết giờ rồi. Trời chắc ơi, không thể hát được nữa. Đến đây chắc còn Hiếu phải chia tay các bạn thôi được không ạ?
Quý vị phản đối quá trời. Ok, thế bây giờ để cho Hồ Quang Hiếu thở chút xíu, nghỉ mệt rồi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những bài hát tiếp nữa nha. Trời ơi, mọi người có thấy là hay và rất là hấp dẫn không ạ? À, anh Quang Hiếu này, đây không phải là lần đầu tiên anh đến với Hàn Quốc đúng không? À, đây là lần hình như Hiếu tới, cảm ơn chị. À, Hiếu tới cũng nhiều lần rồi. À, nhiều lần rồi. Thế thì lần này rất là đặc biệt, ngay ngày Quốc Khánh. Và các khán giả rất là yêu quý bạn đã có mặt ở đây với hàng ngàn người ở đây. Thì cái cảm xúc của bạn có gì khác so với những lần trước mà bạn đã đến Hàn Quốc hay không? Có mấy lần trước thì Hiếu đến đúng mùa thì Hiếu đi chơi Hàn Quốc đẹp hơn. Đúng mùa là sao anh? Đúng mùa là đúng kiểu mùa thu rồi, lá rụng rụng. Anh đi mùa thu, mùa xuân phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lần này đi thì hơi nóng một chút. Nhưng mà anh có thấy là sức nóng của các khán giả ở đây như thế nào ạ? À, mọi người rất là dễ thương. Nhưng mà sao không biết Hiếu thấy toàn gái không à? Không thấy. Trong trời. Mắt của anh là chỉ thấy gái đẹp thôi đúng không ạ? Và trong mắt của cô gái đẹp có chỉ thấy anh thôi. Chúng tôi một thông tin. Bạn đang đứng ở giữa một quảng trường, mà quảng trường này là trung tâm của Seoul, và nó là trái tim của đất nước Hàn Quốc. Đây là một cái niềm vinh dự rất lớn của chúng ta đúng không ạ? À? Thế thì ngay bây giờ có một mini game nhỏ thôi chơi với cùng với Hồ Quang Hiếu. Khi mà chúng tôi hô các bạn ơi thì các bạn hãy la lên Hồ Quang Hiếu, ok. Và khi chúng tôi hô Việt Nam thì các bạn hãy la Hàn Quốc, được không ạ? À? Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? À? Các bạn ơi! Hồ Quang Hiếu! Các bạn ơi! Hồ Quang Hiếu! Hồ Quang Hiếu! Việt Nam! Hàn Quốc! Hàn Quốc! Việt Nam! Các bạn ơi! Ô, một khung cảnh rất rất là đẹp, hàng ngàn khán giả hô to Việt Nam, Hàn Quốc và ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Đây có lẽ là một kỷ niệm rất là đẹp trong quá trình lưu diễn của anh đúng không ạ? Vâng, và các khán giả ngày hôm nay thì đến đây rất chi là mong chờ để gặp anh Hiếu. Cho nên là vừa đến một cái là tất cả mọi người đều đã ồ ào rất là vui rồi, phải không? Và để cảm ơn đến tình cảm của các bạn dành cho nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu thì ngay sau đây, Hồ Quang Hiếu sẽ đại diện cho ban tổ chức chúng tôi bốc thăm để chọn những khán giả may mắn cho chiếc vé máy bay và những phần quà hấp dẫn. Ngoài việc được nhận quà thì các bạn còn thể lên để check in, để chụp hình cùng với ca sĩ thần tượng của mình nữa. Có được không ạ? À? Bây giờ các bạn đã có vé bốc thăm trúng thưởng hết ở trên tay mình chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm trúng thưởng vé máy bay cuối cùng và những phần thưởng còn lại của ban tổ chức nữa. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lần này chúng tôi có khoảng 50 lần bốc thăm được không ạ? À? Chịu không ạ? À? Hồi nãy có 2-3 lần mà la lâu rồi, bây giờ 50 lần vẫn chịu. Rồi bây giờ sẽ là phần quà, hai set mỹ phẩm đầu tiên. Đầu tiên là một set mỹ phẩm trước, xin mời anh Hồ Quang Hiếu ạ. À. Không biết ai sẽ là người đầu tiên được chụp hình cùng với Hồ Quang Hiếu. 28 đúng không? 28 đúng rồi ạ. Đọc luôn không? Anh công bố giùm em luôn ạ. Ủa tiếng Hàn Quốc không? Đâu biết anh đâu. Có số đó. Anh, có số anh. Có số hả? Có cái số quê. Số phiếu là 668 ạ. À. Có 668 không ạ? Yuk, yuk, pal, in này ó. 668 là thứ nhất ạ. Mọi người đưa tay lên nào, có bạn nào có 668 không ạ? Có không ạ? Ở đâu vậy ạ? 668? Ủa sao nhiều cánh tay vậy? Sao mà có nhiều 668 như vậy được? 668 là thứ nhất ạ. 668 là thứ hai. Có chưa? 668 lần thứ... Đâu? Có rồi, các bạn ấy đang đi vào rồi anh. Đang đi vào nhưng mà đông người quá. Rồi vậy xin mời anh Hiếu công bố tiếp bạn thứ hai đi. Số thứ hai là số 403 ạ. 403 có không ạ? Sa Yong Sam. Ính này ó, Sa Yong Sam. Đúng rồi. Ủa, anh biết tên Hàn luôn. 403 có không ạ? Sa Yong Sam. Sa Yong Sam, ính này ó. 403 lần thứ nhất. Tay đâu? Không thấy tay. Nhanh lên, nhanh lên, chụp hình cùng với ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Ồ, chúc mừng con. Đâu rồi, bạn đầu tiên đâu rồi ạ? Chưa lên tới nữa hả? Giữa lòng người, giữa làn người, bây giờ đi qua không kịp á. Số đầu tiên là số 668 ạ. Ok, 668 và 403 có chưa ạ? 403 đây rồi. Đâu, cho chú mượn hiếu nha, đúng rồi con ơi. Bây giờ 668 có chưa ạ? Mình hủy 668 đi anh ơi, mình sẽ bóc lại một bạn khác ạ. Vậy là chưa có hả? Số tiếp theo là số 410 ạ. 410 ảnh này ó, 410 Sa Yir Yong. 410 là thứ nhất à. Giơ tay lên nào. Sa Yir Yong. 410 là thứ hai. Và 410 lần thứ ba, hủy vé nha. Mình còn nhiều khán giả lắm, đừng lo. À, số thứ ba là số 539 ạ. 539.
539 in này ó, 539. Phần quà mỹ phẩm này hình như cái vía nó hơi nặng hay sao ấy. Nó nặng thì có khoảng 500 gram thôi mà cái vía nó nặng quá không ai nhận được hết. 539 lần thứ hai à. Ok, có rồi, một hot girl. Ồ, xin chúc mừng cho bạn gái. Xin chúc mừng một bé gái và một em gái đã rất là may mắn được chụp hình cùng với nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu và nhận hai phần quà mỹ phẩm. Xin mời Hồ Quang Hiếu sẽ trao hai phần quà đây ạ. À. À, chụp hình trước, chụp hình. Vâng. Ok. Vẫn còn một rồi, cái máy bay nữa các bạn, vẫn còn một cái máy bay nữa. Một cái vé máy bay. Các bạn có ganh tị không? Có thì hãy làm sao mà đi lên đây nhanh chóng lên nha. Chúc các bạn may mắn đây. Còn một cái AirPod là cái tai nghe. Vâng, xin lỗi các bạn. Trước khi mà xin chúng ta bắt vé máy bay thì chúng ta vẫn có một cái AirPod nữa. Một cái tai nghe nữa. Số tiếp theo là số 624 ạ. 624 ạ. Lần thứ nhất. Dục y sa, in này ó. Dục y sa. 624 là thứ hai. Có không? Đâu? Không có là không có. iPod bây giờ có không anh? Phải không anh? Chạy nhanh lên anh, chạy nhanh lên. Anh la nước sôi là người ta chạy không được, chạy không được. 624 phải không ạ? Ok, anh đã may mắn nhận được chiếc iPod. Vâng, xin chúc mừng anh. Trời ơi, sao mà bạn nam vậy? Tiếc quá em, bạn còn nữ không được kìa. Có bạn nữ nào muốn lên chụp hình không? Ôi, nhiều quá anh Hiếu ơi. Bây giờ là người cuối cùng nhận được chiếc vé máy bay của ngày hôm nay. Vâng, và Phượng vừa nghe bên hông nói là anh Hiếu trước khi bốc là anh phải sóc lên, nhưng có mấy bạn bên dưới là không có cơ hội. Là một chiếc vé máy bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Từ bàn tay vàng của Hồ Quang Hiếu. Cơ hội, cơ hội, bây giờ là cơ hội cuối cùng. Ai mà chúng mai bay về chung luôn nè. Đúng rồi. Hồi hộp quá. Hồi hộp quá. Số tiếp theo là số 386 ạ. 386 in này ó. 386 lần thứ nhất. 386 lần thứ hai. 6 không có hả các bạn? Trời ơi, vé máy bay kìa. Trời ơi, tiếc quá à. 386 lần thứ hai. Hủy hả? Có không à? Chắc hủy rồi kìa. Trời ơi. Hủy. Đang tháng 7 đó quý vị ơi, đừng có ở ác quá. Tiếc quá. Ở sao la lên hủy đi. Rồi xin mời. Tiếp luôn dạ, không? Xin mời anh bốc người khác ạ. Sao bốc hụt không hả ta? 691 ạ. 691 kìa các bạn. Yukuil. Ý này ơi, Yukuil. Có không ạ? Ôi, một người trong ban tổ chức chúng ta ngày hôm nay. Chúc mừng chị. Xin chúc mừng chị. Vâng, vậy là chiếc vé máy bay cuối cùng đã dành cho một thành viên trong ban tổ chức đã có công sức mà tổ chức của chương trình ngày hôm nay. Đây ạ. Chào chiếc vé máy bay cho chị. Rất là may mắn nhận được chiếc vé khứ hồi của Việt Nam Airlines. Và đồng thời được check-in với nam thần tượng của mình nữa. Chị rất là may mắn trong ngày hôm nay. Chắc vậy không cũng được. Chị qua giờ rồi. Chị giới thiệu tí xíu về mình đi ạ. Chị tên gì, đến từ đâu ạ? Xin chào, mình là Nguyễn Thị Tuyến, mình đến từ Cao Nguyên Tô ạ. Xin được chúc mừng chị Tuyến đến từ Cang Vân Tô, đó là người nữ chủ nhân quán cuối cùng vâng, nhận được phần quà. Vâng, chúc mừng chị Tuyến. Xin được cảm ơn chị. Anh Hồ Quang Hiếu ơi, anh có biết không, tất cả chúng tôi hiện nay vẫn còn ở lại đây đến thời điểm này là chỉ vì anh thôi đó. Cho nên anh hát như thế nào để vừa lòng khán giả nha. Đúng rồi, anh có thể là mấy ngàn khán giả đứng vòng quanh luôn á, đứng vòng quanh luôn đó anh. Quý vị muốn nghe mấy bài nữa à? Một bài nữa hả? Năm bài nữa hả? 10 bài nữa hả? 10 bài nữa nha. Hát 10 bài nữa là không có đường về luôn á. Thôi thì bây giờ chắc một nhạc phẩm tiếp theo. Bây giờ có ai lên đây song ca với Hiếu đi hả? Có ai lên hát song ca cho vui không ạ? MC Bảo Trọng hát hay lắm đó các bạn. MC Bảo Trọng cũng hát Hiếu rất là hay làm nè. Quen với mọi người ở đây đi. Bạn nữ nào ạ? Nhanh chóng chạy lên. Một bạn không, chạy lên. Không, nữ nam gì cũng được. Nhanh lên. Chạy lên em. Chạy lên. Ủa sao không lên. Chạy lên, ok. Ok. Biết hát không vậy em? Thôi bạn em nam, bạn nam nữa đi. Bạn nam cũng lên luôn, bạn nam lên em đứng ơi, bên này hát luôn mình nha. Qua đây. Ủa sao nhìn mặt giống Hàn Quốc dữ ta?
mặt bé này nè. Anh Hiếu, anh có thể hát với cả một bạn nữ và một bạn nam luôn được không ạ? Cũng được, tam ca cũng được. Vâng, vâng. Em đến từ trường Xây Trông. Và còn em giới thiệu tí xíu về mình đi ạ. Em là Trần Văn Linh Côn, em đến từ Busan ạ. Busan, ok, rất là xa đến đây đó ạ. Và bây giờ chúng tôi xin nhường sân khấu lại cho nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu cùng với cặp đôi Ngẫu Hứng. À, bây giờ không biết là quý vị thích nghe một bài buồn hay vui hả? Bây giờ Hiếu đọc tên bài hát, quý vị thích nghe bài nào thì Hiếu sẽ hát bài đó cho quý vị nghe được không ạ? Ca khúc thứ nhất được mang tên Nơi Ấy Con Tìm Về. Ca khúc thứ hai Đổi Thay. Bây giờ hát bài nào đây ạ? Hay là hát bài khác? Hả? Bài gì? Em hát bài gì? Nơi Ấy Con Tìm Về hả? Ok, bây giờ đây là Ngẫu Hứng thôi. Ba bạn ở đây thì chắc có lẽ Hiếu sẽ trình bày ca khúc, một ca khúc trước của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Và Hiếu mong là cái bài hát này sẽ đưa quý vị trở về một cái thời kỷ niệm đẹp nhất của mình với gia đình của mình. Những cánh đồng, những lời ru ầu ơ của cha mẹ, những kỷ niệm ở một làng quê. Xin quý vị cùng lắng nghe ca khúc được mang tên Nơi Ấy Con Tìm Về. Xin quý vị cùng lắng nghe. Có thể giơ cao những cánh tay cho đẹp hơn chút được không ạ? Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao rước ngập trời. Love.
Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn em, xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chụp ảnh hả? Ok. Chụp ở đâu? Ok, xin cảm ơn. À, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. À, đến với ngày hôm nay, được giao lưu với quý vị ngày hôm nay đó là một niềm hạnh phúc rất là lớn đối với Hiếu. Thôi thì bây giờ chắc là Hiếu xuống dưới chụp hình cho rồi ha, khỏi hát ha. Trước khi đến đây thì Hiếu cũng có đến Hàn Quốc hát mấy lần rồi, cho cộng đồng Việt Nam rồi. Thì Hiếu thấy là các bạn trẻ ở đây rất là sôi động. Mỗi lần Hiếu hát là thấy lên sân khấu nhảy rồi rất là sôi động. Nhưng mà ngày hôm nay thấy buồn quá. Thôi thì bây giờ một cái khúc tiếp theo, Hiếu hát sôi động thì các bạn có thể lên đây nhảy cho vui được không ạ? Và nhảy phù họa xíu chứ Phong, ở Hàn Quốc mà phải sôi động lên xíu chứ. Và sau đây Hiếu sẽ trình bày một ca khúc, một bài hát mà Hiếu vừa phát hành cái bộ phim ngắn của mình trong thời gian gần đây. Cái bộ phim được mang tên là Thiếu niên ra giang hồ. Ca khúc này là một bài hát, là một kỷ niệm của Hiếu trong cái bộ phim, và Hiếu đã đặt hàng nhạc sĩ viết riêng cho mình ca khúc này. Và Hiếu xin gửi tặng tới tất cả quý vị, nhất là những bạn trẻ nào đang yêu, sẽ yêu thích các ca khúc này. Xin cùng lắng nghe một bài hát rất là dễ thương, ca khúc được mang tên Bạn Lòng. Xin quý vị cùng lắng nghe. Ô, máy ở đâu ta? Máy chỉnh đâu ta? Ủa máy trong đó có nhà còn không có bài đó hả? Hồi bữa em gửi qua email qua bài nào ta? Nhiều bài lắm em cũng không nhớ nữa. Có bài nào sôi động không anh? Clip nhà có bài nào ta? Hả? Đổi thay hả? Mới hát bài buồn xong rồi hát bài đổi. Đúng rồi, bài gì? Tấp lều lý tưởng thôi cũng được. Thôi có, nếu có bài đó bấm với em luôn cũng được. Tại vì nhạc không có. Không có nóng nhưng mà khán giả phía dưới nóng quá. Hình như mới nãy là Hiếu chưa qua bên đây không ạ? Bây giờ qua bên đây không ạ? Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong và hai đứa có chi là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Let's go! Rồi mình đi kiếm lương xanh thì kết làm anh. Rồi mình sinh khóm chung sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai và khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thế hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Hey! Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào em ơi. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào em ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Woo! Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Tình nghèo hai đứa mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Let's go! Quý vị ơi, có thấy sôi động chút nào không ạ?
Bây giờ Hiếu có thể đếm từ 1 đến 3. Quý vị có thể la lớn lên chút nữa được không ạ? Chuẩn bị sẵn sàng chưa? 1 nữa ha. Hey! Từ ngày hai đứa yêu nhau mà ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với tu lều tranh. Let's go. Rồi mình đi kiếm liêu xanh thì kết làm anh. Rồi mình sinh khóm chung sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chỉ hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thế mà hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Còn xinh túp leo lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp leo lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp leo lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Tình nghèo hai đứa mà chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Let's go. Woo! Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì sao ạ? Hả? Xuống chụp hình đúng không? Hay là sao? Ok. Đợi em xuống liền. Xuống chụp hình đúng không? Ok. Thôi thì bây giờ thì sẽ là một bài hát mà trước khi nãy giờ Hiếu đến đây, Hiếu ngồi bên trong á, thì khán giả yêu cầu Hiếu rất là nhiều cái ca khúc này. Một bài hát mà Hiếu nghĩ trong tất cả mọi người ở đây, nếu ai đã từng yêu, đã từng trải qua những cảm xúc về tình yêu, quý vị sẽ cảm nhận được ca khúc này. Một bài hát mà trong thời gian vừa qua Hiếu được sự đón nhận rất nhiều. Hả? Bảo Anh gì? Bảo Anh á? Bảo Anh chia tay lâu rồi, mấy năm rồi. Bây giờ đang quen Bảo Em chứ không phải Bảo Anh. Hả? Ok. Bây giờ Hiếu có thể vừa hát, không biết là vừa chụp với mọi người được không? Có mấy hình trên đây nè. Ok, rồi Hiếu sẽ gửi đến cho quý vị cái bài hát mà nãy giờ các bạn trẻ yêu cầu. Một sáng tác trong thời gian vừa qua thì Hiếu được sự đón nhận rất nhiều từ các bạn trẻ. Xin cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thạch, ca khúc được mang tên Đổi Thay. Xin quý vị cùng lắng nghe. Mấy anh chụp giùm bên đây đi. Bây giờ 1, 2, 3 la lên nè. 1, 2, 3. Những câu nói yêu đã không còn nhiều tha thiết. Những ánh mắt trao nhau giống bên đây đúng không? Bây giờ chụp bên đâu đây hả? Những tháng ngày hạnh phúc nếu anh có giữ lấy. Những hoài niệm khi ấy chúng ta không thể nào trong những mai trong kia, vì dường như hôm nay mọi thứ đã đổi thay. Có ai biết bài này không ạ?
vòng tay anh ôm lấy những kỷ niệm xa vời. Dù nắm tay những cảm giác không phải ngày xưa, đã từng yêu, đã từng nhớ, đã từng mơ mộng về một ngày bên nhau mãi mãi. Thì thôi hãy đi tiếp con đường em tròn, và đừng quên anh nhé, anh vẫn ở đây, vẫn là anh như ngày xưa em từng rất yêu, phải không em? À, bây giờ qua chụp thêm. Quý vị đứng xa quá, Hiếu phải xuống, Hiếu chụp hình đây nè. Bên đâu nữa cũng không thể nào níu giữ lấy một vòng tay, vì trái tim em này đã đổi thay. Hát to lên đó quý vị ơi. Vòng tay anh ôm lấy những kỷ niệm xa vời, dù nắm tay những cảm giác không phải ngày xưa, đã từng yêu, đã từng nhớ, mơ mộng về một ngày bên nhau mãi mãi. Thì thôi hãy đi tiếp con đường em tròn, và đừng quên anh nhé, anh vẫn ở đây, vẫn là anh như ngày xưa em từng rất yêu. Xa vời, dù nắm tay những cảm giác không phải ngày xưa, đã từng yêu, đã từng nhớ, đã từng mơ mộng về một ngày bên nhau mãi mãi. Thì thôi hãy đi tiếp con đường em tròn, và đừng quên anh nhé, anh vẫn ở đây, vẫn là anh như ngày xưa em từng rất yêu, phải không em? À, vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. À, chắc có lẽ bài hát này cũng là một bài hát mà Hiếu cũng tạm chia tay quý vị đây rồi. Một lần nữa xin kính chúc quý vị có một buổi tối thật sự vui vẻ và hạnh phúc bên người thân của mình. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye. Có được chưa ạ? Có vừa lấy chưa ạ? Bây giờ các bạn hãy nhường đường cho Hồ Quang Hiếu bước đi ạ. Vâng, cảm ơn quý vị. Như vậy là chúng ta đã đến những phút cuối cùng của Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2019 ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay để cùng với nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong mùa Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 2020. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã tham dự chương trình Lễ hội Văn hóa Việt Nam năm 2019. Một lễ hội rất là ấn tượng với nhiều ấn tượng rất là sâu sắc. Và mong rằng trong thời gian sắp tới thì Hiệp hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ có những bước phát triển và hoạt động hơn nữa. Tất cả những người Việt Nam chúng ta hãy cùng ủng hộ và cùng phát triển Hiệp hội Việt Nam tại Hàn Quốc nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn. Xin được mời ban tổ chức chúng ta sẽ lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm trước khi background và đèn chúng ta tắt ạ. Bây giờ ban tổ chức chúng ta nhanh chóng lên chụp ảnh lưu niệm trước đi à, để không rơi background text tắt là chúng ta không còn cơ hội nữa. Anh chị ơi, mình nhanh nhanh bước lên sân khấu để mình chụp hình nha.
Xin được mời ban tổ chức cùng tất cả các bạn tham dự ngày hôm nay, chúng ta cùng lên sân khấu để chụp hình lưu niệm ạ. Một lần nữa xin mời các bạn trong ban tổ chức, chúng ta sẽ bước lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm nhanh chóng lên ạ. Xin mời các cameraman sẽ hoạt động tích cực lên ạ. Đúng thôi, là background tắt một cái là chúng ta không còn cơ hội nữa.